Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Cứ vào dịp cuối năm, câu chuyện nguồn cung lương thực thực phẩm lại nóng lên do nhu cầu thường tăng từ 10 đến 15% so với bình thường. Nhằm kiểm soát cũng như đảm bảo vận chuyển thông suốt lượng nông sản, thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán 2023, ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc các vùng sản xuất trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, một trong những khu vực có lượng tiêu thụ lương thực thực phẩm cao nhất nhì khu vực miền Bắc. Cánh đồng rau chuyên canh của Hợp tác xã Trúc Sơn, Hà Nội. Những luống rau vụ đông được bà con trồng gối vụ nhau. Bởi thế, nguồn cung rau cung ứng cho thị trường không khi nào bị thiếu hụt. Chúng tôi cứ liên tục sản xuất theo một cái lịch cuốn chiếu, là tôi ngày nào tôi cũng có khoảng độ 5-70 cân có một ngày một tạ. Hợp tác xã chúng tôi đã có một cái lịch sản xuất và lịch thu hoạch. Chúng tôi khi cái đầu ra đầu vào là chúng tôi cân đối nhau là tương đối là bình ổn. Bình ổn thì một năm giá chúng tôi một quanh năm. Giá ví dụ như là cái cải bó xôi này là chúng tôi 15.000 thì chúng tôi 15.000 là quanh năm. Với khoảng 10,75 triệu dân đang sinh sống tại thủ đô, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, nhu cầu sử dụng trong một tháng Tết dự báo xấp xỉ 107.500 tấn. Khả năng cung ứng tại chỗ tại các vùng trồng là hơn 54%, còn lại sẽ nhập từ các địa phương lân cận. Bên cạnh đó thì nhu cầu tiêu thụ các loại thịt như thịt lợn, gia cầm, trứng, bò, thủy hải sản cũng tăng cao. Hiện Hà Nội đã chuẩn bị đáp ứng nguồn cung đầy đủ từ 90 đến 200% lượng hàng tại 3.113 cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ trên địa bàn. Hệ thống trang trại rộng khắp trên cả nước cũng như hệ thống nhà máy giết mổ và chế biến có công suất lớn. Chúng tôi có thể tăng sản lượng sản xuất nếu thị trường có nhu cầu đột biến trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác là các siêu thị, đại lý phân phối, nhà hàng, đưa ra các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng cuối năm. Ngoài ra thì năm nay chúng tôi đã đưa vào hoạt động tổ hợp nhà máy sản xuất chế biến thịt gà xuất khẩu lớn và hiện đại tại Bình Phước. Nhà máy này thì cũng đã xuất khẩu vào thị trường khó tính nhất thế giới, đó là Nhật Bản. Mà Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo từ cách đây một quý rồi. Đấy, vì trồng trọt thì nó nhanh, chứ còn chăn nuôi cũng phải chăn nuôi cách đây vài ba tháng rồi để cho cái nguồn thịt, nguồn trứng, rồi trái cây cho dịp Tết. Thế thì cho đến thời điểm hôm nay mà nói thì tổ chức sản xuất những tháng gần cuối năm và đặc biệt là trong cái thời tiết như là từ nay đến cuối năm. Và cái sức sản xuất của các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thủ đô cũng như là từ các cái tỉnh thành cùng với thủ đô thì chúng tôi có thể tin tưởng rằng là cái nguồn cung là vừa đủ về khối lượng, đa dạng về mẫu mã sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân tiêu dùng trong ngày Tết. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện riêng miền Bắc diện tích rau phục vụ vào dịp cuối năm còn khoảng 50.000 hecta, sản lượng gần 1 triệu tấn. Ngành chăn nuôi cả nước đang có 28,4 triệu con lợn, 531,7 triệu con gia cầm. Với thời tiết khá thuận, đến thời điểm hiện tại thì đại diện ngành nông nghiệp cho biết lượng nông sản thực phẩm phục vụ cho Tết Nguyên đán 2023 đang rất dồi dào, sẵn sàng để phục vụ cho người tiêu dùng dịp Tết này.